Chào anh em thi công trong ngành điện lạnh. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em một số tool và thiết bị sử dụng trong ngành điện lạnh của Asada và hàng Yellow Jacket. Thì những cái hàng này thì mình từ trước đến nay Asada Việt Nam đã bán ở Việt Nam rồi. Hôm nay mình review cái video lại cho anh em. Có gì anh em xem qua để nếu cần sản phẩm nào thì liên hệ bên mình. Bên mình chào giá tốt cho anh em sử dụng. Trước tiên là cái hàng của Asada, hàng lấy ba vỡ ống đồng. Loại này thì dùng rất là tốt, loại bền nhất, rất là tiện lợi và quét rất là sạch hai bên trong ngoài. Hàng của Asada, loại này thì sử dụng cho ống đồng từ ống 8 đến ống 35 này. Ngoài ra một số hàng nó phổ biến hơn như là cái loại quay, cái này là lưỡi quay ống đồng, thì nó sử dụng tất cả được cho các loại ống đồng. Còn hai dàn này thì nó chia ra, ống này là từ ống 6 cho đến ống 19, cái này là 6 cho đến ống 16. Nó anh em cần trong khoảng nào thì anh em chọn sản phẩm để mua sử dụng cho nó thích hợp. Thứ hai là các loại dao cắt ống đồng. Dao cắt ống đồng này thì anh em sử dụng cũng nhiều rồi. Một số loại phổ biến loại này thì cắt ống 25, loại này ống 32. Loại này đặc biệt hơn, loại này thì cắt cả ống đồng cả ống inox mỏng. Ngoài cắt ra lưỡi cắt thì nó còn có lưỡi xi cua này, với lại lưỡi lấy ba vỡ ống đồng luôn. Nên là rất là tiện lợi. Tất cả là sản phẩm này đều là làm ở Đài Loan nha anh chị. Asada làm ở Đài Loan. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì nếu anh em mà sử dụng thu hồi hoặc nạp ga thì có van điều khiển. Loại này dùng cho R410A. R410A và loại này dùng cho R22. Đó, tùy các kích thước khác nhau để mình chọn cái van điều khiển sử dụng phù hợp. Rồi bên cạnh đó thì đồng hồ nạp ga. Đồng hồ nạp ga mình Asada hiện tại chỉ còn hai loại thôi, là R410A với R22. Còn mà R134A thì hiện tại Asada là nâng cấp, nên là mình bên Asada Việt Nam hiện tại cung cấp của hàng của Repco. Dòng này là dụng cụ để mà thiết bị để mà đo kiểm tra rò rỉ ga. Trong trường hợp mà anh em nghi ngờ ga bị rò rỉ thì anh em có thể dùng cái dụng cụ này để check kiểm tra rò rỉ, để mình phát hiện và xử lý rò rỉ ga kịp thời. Dòng này là trong thi công máy lạnh, anh em lắp máy lạnh xong hoặc là kiểm tra tốc độ gió hoặc là nhiệt độ của máy lạnh sau khi thi công để bàn giao thì anh em sử dụng cái này. Bên cạnh đó thì có súng đo nhiệt độ, cái này cũng phổ biến. Đo bằng tia laser. Rồi mình giới thiệu tiếp cho anh em cái hàng đồng hồ đo chân không. Loại này đồng hồ cơ này, chỉ số của nó là MPA. Dòng này là dòng của hàng Yellow Jacket. Hàng Yellow Jacket nó là đồng hồ đo chân không điện tử, nó thể hiện bằng chỉ số micro nên là khá phổ biến ở Việt Nam. Ngoài ra còn có đồng hồ của Yellow Jacket, đồng hồ này không có size class, nên là anh em nào mà sử dụng áp suất cao á, thì nên sử dụng loại này để đảm bảo an toàn. Trường hợp mà áp suất cao mà dùng có size class thì có khả năng bị nổ nguy hiểm, bị vỡ bất kiến. Hàng này hàng của Yellow Jacket thì anh em yên tâm sử dụng. Rồi bên cạnh đó mình giới thiệu cho anh em một số hàng về gia công ống đồng. Như cái này thì loe ống đồng này, HT100 nó loe từ ống 6 đến ống 19. Một bộ nó còn khá phổ biến. Rồi ngoài ra còn có uốn ống đồng, cái này set uốn ống đồng từ ống 6 cho đến ống 22, và cái này thì 5 ống đồng
từ 6 cho đến ông 28. Mấy hàng này bên mình có sẵn nha. Rồi hôm nay mình đặc biệt giới thiệu cho anh chị nào sử dụng bơm chân không. Bơm chân không sau một thời gian sử dụng thì mình cần lúc mà dầu mình cảm thấy nó vàng, nó chuyển vàng hoặc là nó đặc lại thì anh em cần phải thay dầu. Cái này dầu Asada sản xuất ở Nhật. Bên mình nhập khẩu về bán nguyên bình 1 lít. Trong quá trình sử dụng, anh em nào mà có nhu cầu thì các cái sản phẩm về điện lạnh thì liên hệ với Asada Việt Nam, có nhân viên tư vấn để hướng dẫn anh em mua sản phẩm có phù hợp. Mong anh em trong ngành điện lạnh ủng hộ hàng Asada Việt Nam, rất chân thành cảm ơn.